Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel. Mình là Hùng Review đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại một video mới ở trên kênh FA Channel của mình. Thì đây là cái video mà mình chia sẻ những cảm nhận rất thật của mình về iPhone 16 Pro Max sau khoảng tầm 1 tuần sử dụng. Và thực sự mình thật rằng là có những thứ ở trên con iPhone 16 này mà 1 tuần rồi mình còn chẳng thèm đụng đến. Thì đó là những cái gì chúng ta cùng nhau chia sẻ trong video này nhá. Trước khi bắt đầu video này, anh em nào quan tâm về iPhone 16 với mức giá tốt nhất thì đừng quên tham khảo ngay tại cửa hàng OneWay Mobile thông qua đường link ở phần mô tả và bình luận của video này nhá. Anh em cũng đừng quên rằng OneWay là chuỗi cửa hàng đại lý ủy quyền chính thức Apple AR, nên là về phần chất lượng sản phẩm này, giá cả này, hậu mãi này, anh em hoàn toàn yên tâm. Và chưa kể có cả chương trình thu cũ lên đời hỗ trợ cho anh em một cái mức giá rất tốt luôn. Thông tin chi tiết ở link bên dưới nhá. Rồi, đầu tiên là một thứ mà mình đảm bảo rằng iPhone 16 đã định hình lại nút chụp hình. iPhone 16 đã cho Sony ra rìa. Tại vì cơ bản rằng là Sony nó là thương hiệu đầu tiên đi đầu về cái việc là tích hợp một cái nút chụp hình lấy nét ở trên phần hông của một cái điện thoại. Và cách làm như vậy là tương tự so với lại cái máy ảnh trên mấy con như là Sony Alpha ấy anh em. Tuy nhiên ấy, cái nút chụp ở trên iPhone, mình nói thật với anh em rằng nó cực kỳ phế. Thực sự rằng mình chỉ test nó trong khoảng tầm 2 ngày sử dụng đầu thôi, là mình tìm hiểu xem là con này có cái gì thú vị rồi có cái gì hay ho thì mình vọc, mình vạch các thứ. Nhưng mà sau khi mà mình sử dụng xong rồi ấy, thì mình thấy rằng là cái nút này nó siêu siêu phế luôn. Tại vì sao ạ? Tại vì khi mà anh em muốn sử dụng được cái nút chụp này một cách tối ưu nhất ấy, anh em phải cầm ngang máy và anh em phải cầm bằng hai tay. Nhấn mạnh là phải cầm bằng hai tay. Nếu như anh em cầm bằng một tay ấy, thì thao tác rất là khó và cực kỳ là dễ rơi máy. Cái nút này anh em thấy này, thì mình phải ấn một cái lực nhẹ, sau rồi chúng ta phải đẩy lên, kéo xuống. Và cái thao tác này ấy, mình đánh giá là nó không thể nào nhanh bằng cái việc là chúng ta dùng cái ngón cái này, cầm một tay thôi, chỉnh này, lăn này, lăn này. Đảm bảo với anh em rằng cái nút này chỉ là một cái nút để anh em flex rằng đây là iPhone 16 thôi. Chứ còn nói về cái độ thực dụng các thứ ấy, thì nó thua hẳn so với lại cái nút chụp ảnh thông thường, so với lại cái cách mà chúng ta chụp ảnh trên một con iPhone thông thường. Đấy, còn anh em bảo rằng cái nút này thì có thể là đổi qua được chế độ các thứ đúng không? Thu phóng rồi, này nọ đúng không? Nhưng mà mình đánh giá là nó cũng không thể nào mà nhanh bằng tay được. Anh em thấy này, chỉnh này. Đấy, thì nó khiến cho mình cảm giác là mình làm chủ hơn, mình chắc chắn hơn và mình cầm nắm nó cứng cáp hơn. Còn cái nút này thì mình đánh giá là nó không thực dụng lắm đối với cá nhân mình. Và có thể rằng là ở thời điểm hiện tại mình chưa làm quen được với nó, hoặc là nó sẽ chưa phù hợp với đối tượng là khách hàng phổ thông hoặc khách hàng có nhu cầu sử dụng cơ bản. Tại vì cơ bản rằng là không phải ai cũng là pro player, không phải ai cũng là một photographer và không phải ai cũng tận dụng được hết cái nút này, thực sự luôn. Và chưa kể nhá, cái nút này là một cái nút rất là khó chịu nếu như anh em sử dụng với ốp ở thời điểm hiện tại. Mình đã có sử dụng 3 cái ốp. Đấy, từ dày này, mỏng vừa vừa và siêu mỏng ở trên con iPhone 16. Thì mình nói thật là để có một cái trải nghiệm tốt nhất ở trên cái nút này thì anh em phải mua những cái ốp mà gọi là ultra slim, siêu siêu mỏng thì chúng ta mới có một cái trải nghiệm bấm nó tốt được. Còn nếu mà với những cái ốp dày, cái viền nó được nhô cao lên, đẩy cao lên ấy, thì thao tác thì chúng ta bấm vào cái nút này là siêu khó và thao tác của nó là không thuận tiện một chút xíu nào. Còn với những cái ốp đắt mà đạt được chứng chỉ để có thể làm cho nhô cái nút camera này lên ấy, thì mức giá của nó sẽ rất là đắt. Và thường hiện tại thì chỉ có cái nút của Apple mới có thể làm được thôi. Còn thương hiệu bên thứ ba thì hiện tại nó chưa quá phổ biến, hoặc giá của nó sẽ quá cao để mọi người có thể là mua được. Rồi, và chưa hết nữa là với cái màn hình của con iPhone 16, nó cũng có một cái vấn đề, đó là mình đã lắp hai cái cường lực cho con iPhone 16 này rồi và mình vẫn chưa kiếm được cái cường lực nào hài lòng cả. Tại vì anh em thấy này, cái cường lực của mình anh em thấy là nó khá là đẹp rồi đúng không? Nhưng cái vấn đề nó nằm ở đây là những cái thương hiệu cường lực khi mà ra iPhone 16 ấy, họ chưa hình dung được cái độ dày của viền iPhone 16 là như thế nào, nên là khi mà họ làm cường lực thì họ làm chưa fix hoàn toàn với lại cái size của máy. Nên là khi mà mình dùng cái phần camera này, anh em thấy không? Cái viền của cường lực nó dày vẫn lấn vào bên trong màn hình khoảng tầm là nửa ly hoặc là một ly. Nên là khi mà mình dùng cái phần nút này này, anh em thấy là nó sẽ bị che đi một phần của cái nút camera. Thế nên là anh em nào mà mua cường lực bây giờ thì anh em phải mua những cường lực mà không viền
và không, đặc biệt là không có cái viền chỉ đen này này, thì nó mới tối ưu hóa tốt được và nó có cái trải nghiệm ok nhất được. Hãy lưu ý về điều đấy nhá. Tiếp theo là cảm giác cầm nắm của trên iPhone 16 Pro Max đi, thì mình đánh giá là cảm giác cầm nắm của nó so với con 15 Pro Max là nó không quá khác biệt đâu, nó chỉ to hơn một tí thôi. Và cái tí ở đây ấy, thì nó lại không ảnh hưởng quá nhiều đến phần trải nghiệm cầm nắm. Ban đầu khi mà mình mua iPhone 16 Pro Max thì mình định là mình chỉ mua 16 Pro thôi, tại vì 16 Pro năm nay mình thấy là nâng cấp thế là đủ rồi. Nhưng mà do là làm content các kiểu nên là mình thôi vẫn là bấm bụng mua con Pro Max dùng để làm content cho anh em luôn. Thì mình đánh giá là về cảm giác cầm nắm của nó không khác gì nhiều so với cả iPhone 15. Nhiều anh em bảo rằng trọng lượng của iPhone 16 Pro Max nó nặng hơn nhiều rồi cảm giác cầm nắm sẽ khó chịu hơn, nhưng mà thực tế với một người dùng tay của mình cũng khá là bé nhé, thì cái con này nó có một cảm giác cầm nắm ở mức ổn, không tệ và nó cũng không có đến mức là quá thoải mái. Đấy, và thậm chí là mình thấy là có cái cảm giác cầm nắm của con này nó còn tốt hơn nhiều so với một vài con flagship Android viền vuông hoặc là cấn hơn. Đấy, một điều tiếp theo nữa đó là nếu mà anh em mua con iPhone 16 này để mà flex ấy, thì như mình đã chia sẻ rồi là cũng chỉ có duy nhất cái phiên bản màu vàng. Đấy, màu vàng sa mạc là mới anh em có thể flex được. Còn nếu mà anh em mua con này mà cái phiên bản màu titan giống như mình này, thì khi đặt cạnh một con iPhone 15 Pro Max titan ấy, thì anh em chắc phải cố gắng anh em lòe cái nút camera thì may ra mới tạo được cái sự khác biệt và mọi người có thể nhận ra được, nhưng mà cũng ít ai nhận ra lắm. Chứ còn mà mua những phiên bản màu đen, màu trắng, màu khác thì đúng là cỏ lúa bằng nhau anh em ạ. Thế nên là cái phiên bản màu vàng sa mạc bây giờ đang được đẩy lên một cái mức giá rất cao, khoảng tầm 38, 39, thậm chí là 40 triệu. Trong khi nhá, cái phiên bản màu titan tự nhiên này và phiên bản màu titan trắng, titan đen ấy, thì giá bây giờ phải gọi là cực kỳ thơm luôn. Anh em có thể áp vào trừ các kiểu vào tầm 32, 33 là có thể là chốt được rồi. Đấy, đó là cơ hội dành cho anh em nào mà muốn mua con điện thoại iPhone mới mà không cần phải flex. Đặc biệt là mua phiên bản màu titan tự nhiên này thì anh em dùng rất là bền và không sợ bị kiểu lỗi thời, hoặc là phiên bản màu trắng cũng thế. Rồi, còn đến với yếu tố bên trong, đó là về chất hiển thị màn hình, thì với con iPhone 16 Pro Max này thì mình thấy rằng là cái viền màn hình của nó đã mỏng hơn so với iPhone 15 Pro Max. Tuy nhiên từ khi mà mình dán cái miếng dán màn hình có cái viền dày cộm này thì mình thấy nó không chả khác gì mấy cả. Và thực sự đối với cá nhân mình thì mình thấy rằng là việc mà iPhone 16 Pro Max nó viền nó mỏng hơn một tí xíu ấy, thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều và nó cũng không có giúp mình có một cái trải nghiệm tốt hơn trong quá trình mà sử dụng. Còn về độ sáng, tần số quét các thứ ấy, thì iPhone 16 nó làm quá tốt rồi. Tuy nhiên ấy, có một thứ ở trên iPhone 16 mà mình cực kỳ ghét, mình cứ tưởng là do cường lực anh em ạ, đó là cái bàn phím. Bàn phím ở trên iPhone 16 siêu khó chịu luôn, mình bấm cực kỳ hay bị lỗi phím. Đấy, mình bấm nhiều khi ấy, mình bấm bàn phím mà phát được, phát ăn rồi cứ bị khoảng trống, dấu cách các kiểu. Ô, mình tưởng là do cái cường lực của mình dán nó loại đều quá, hoặc là do tay mình bị dính ngôi nước hay là gì đấy, mình đã cố gắng vệ sinh tay này, mình đã cố gắng là thay một cái màn hình cường lực khác rồi, thậm chí là cường lực đắt tiền, nhưng mà cảm ứng nó vẫn thế anh em à. Thì đây chính là nguyên nhân là do phiên bản iOS 18 nó tối ưu hóa cái phần bàn phím khá kém, và iOS 18 đã có một cách tối ưu hóa phần mềm bằng cách là giảm cái tần số quét, giảm cái hiệu năng của máy lúc mà chúng ta ở cái trạng thái là tác vụ nhẹ để tiết kiệm pin. Thế nên là vào mà thao tác một cái gì đấy thì cái cảm ứng của nó chưa kịp tăng tốc để phù hợp với lại cái tốc độ ấn phím của chúng ta. Thì đó là cái ý kiến cá nhân của mình thôi. Nhà mình hy vọng là ở phiên bản iOS khác thì nó có thể fit được điều này, và anh em nào gặp lỗi tương tự như thế thì có thể là góp ý cho mình biết nhé. Còn đến với yếu tố hiệu năng thì thực sự mình mua con này không phải để chơi game, nhưng mà mình cũng đã chấm thử hiệu năng để anh em thấy rồi, thì rõ ràng là iPhone 16 Pro Max là chiếc điện thoại có thể gọi là đỉnh cao về hiệu năng ở thời điểm hiện tại. Và hiệu năng của em này thì chắc chắn là nó sẽ mạnh hơn so với 15 Pro Max rồi. Tuy nhiên ấy, thì mình thấy rằng là nó chỉ mạnh hơn với những cái tác vụ siêu nặng. Tác vụ siêu nặng ở đây là gì? Genshin Impact. Chỉ có Genshin Impact thôi. Chứ còn nếu mà anh em sử dụng với những tác vụ cơ bản thông thường thì dùng nó với cả 15 Pro Max cũng chả khác gì nhau cả. Cỏ lúa gần như là thẳng tắp như nhau luôn. Đấy. Và con này thì phiên bản anh em lựa chọn, đương nhiên là phiên bản tối thiểu sẽ là 256, và đó cũng là cái lý do tại sao mình lại thôi lên luôn 16 Pro Max. Đó là phiên bản 16 Pro mà 256 ấy, giá nó chẳng chênh so với 16 Pro Max 256 là bao nhiêu. Thêm tự nhiên thêm 1 triệu mà được nâng cấp màn to hơn, đấy, pin nó trâu hơn hẳn, thì rõ ràng là thôi thế thì mua phiên bản Pro Max anh em nhá. Đấy, và tiếp theo là phần camera. Thực sự phải nói thật là mình đã cầm cả hai con 16 Pro Max và 15 Pro Max đi chụp ở Hà Nội trong khoảng tầm là một ngày. Và mình đánh giá rằng là với con 16 Pro Max nó đã fix được những cái lỗi hơi khó chịu của con iPhone 15 Pro Max. Đấy, đó là về cái phần là chụp HDR, chụp cận
và cũng như là camera góc rộng của nó có độ chi tiết tốt hơn. Đấy, đặc biệt là những tấm ảnh chụp cận ở trên iPhone 15 Pro Max nó cái kiểu tạo ra 2-3 cái ảo ảnh nhìn khá là khó chịu, nhưng mà ở trên 16 Pro Max thì nó đã hạn chế được cái phần này rồi. Và cũng như ấy, là ở trên 16 Pro Max ấy, thì nó sẽ HDR của nó sẽ khôn hơn, nó không bị ngu giống như kiểu là trên dòng iPhone 15 trở về trước. Thì có thể là do phần cứng camera năm nay đã được thay đổi nên là cảm giác nó sẽ khác. Đấy, và cũng như là khả năng quay video chống rung và khả năng quay video đêm ở trên iPhone 16 Pro Max thì mình đánh giá rằng là nó ổn hơn hẳn và nó là một sự nâng cấp đáng giá từ 15 trở lên, nhưng mà nó cũng không phải là quá nhiều đâu. Đấy, không phải là một cái gì đấy mà gọi là quá kinh khủng để chúng ta có thể là update hoặc để chúng ta có thể là gọi là đổi máy liền. Đấy, con này thì có thể là những bạn nào mà chúng ta cần làm nội dung chuyên nghiệp hoặc là cần phải update cam lên một level mới thì có thể là cần, nhưng mà đối với nhu cầu sử dụng bình thường thì cái con 16 Pro và 15 Pro Max nó cũng chẳng khác gì nhau cả. Còn về phần camera selfie thì cũng thế. Đấy, gần như là về căn camera selfie thì iPhone đã làm ok từ xưa tới giờ rồi, nó không thiên về phần làm đẹp quá nhiều. Có một cái mà mình nâng cấp khủng khiếp mà mình có thể nhận ra luôn, đó là về phần pin. Pin của iPhone 16 Pro Max năm nay đúng thực sự là anh em không thể nào dùng hết nó trong vòng một ngày được. Mình dậy từ lúc khoảng tầm 8 giờ sáng và mình dùng nó tới tận 3 giờ chiều vẫn còn 71% pin. Và nếu như anh em có nhu cầu sử dụng thực sự là max pin ấy, thì con này cũng không thể nào mà dùng hết pin trong một ngày được đâu. Tổng thời gian bật màn hình của con này phải lên đến tầm 12-13 tiếng nếu như anh em dùng đa tác vụ và chủ yếu là dùng wifi. Còn nếu mà anh em dùng 4G nhiều thì mình đảm bảo vẫn trên 10 tiếng và cũng không thể nào mà hết pin ở trong vòng một ngày được. Và tốc độ sạc của con iPhone 16 Pro Max đã lên một cái level khác rồi anh em nhé, không còn là 20-27W nữa, mà con này thực tế mình test nó đã lên được khoảng tầm 38W rồi. Thì nếu mà anh em có mua con này, anh em nên ưu tiên mua những bộ sạc 35W hoặc ưu tiên mua cái bộ sạc là 40W trở lên thì nó sẽ có cái trải nghiệm về sạc tốt nhất. Rồi, thì đó là những cái trải nghiệm của mình về con 16 Pro Max sau khoảng tầm 7 ngày sử dụng. Nói thẳng là nếu anh em đang dùng thế hệ 15 thì không cần nâng cấp, nhưng mà nếu anh em đang dùng những thế hệ như là 13, 12, 11 trở về trước thì nâng cấp lên iPhone 16 năm nay cũng là một cái nâng cấp rất xứng đáng. Anh em nghĩ sao về 16? Đừng quên comment để lại cái nhận xét nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. À quên, mình sẽ chia sẻ thêm cho anh em nếu như anh mình gặp bất cứ một cái khó khăn gì đấy hoặc là những cái lỗi vặt trong quá trình sử dụng. Bye bye anh em.